là mổ thịt bò. Chuyện kể về góc quất, những người chuyên đi xẻ thịt trộm. Tác giả Diễm Nga, chuyện được phát trên kênh Radio Tâm Linh, diễn đọc Hằng Nga. Anh Tư, chỗ kia kìa, có thấy không? Hai người đàn ông đứng thập thò bên bụi cỏ. Một người trẻ hơn, mặt quắt tai rời, hai mắt láo liên quan sát, nói với người bên cạnh tên là Tư. Ông này ngoại hình trông qua cũng khiến người ta liên tưởng đến ngay kết quân đầu trộm đuôi cắp. Mắt trắng môi thầm, mày rậm mắt híp. Đã thế, lòng trắng còn nhiều hơn lòng đen. Lúc nào cũng cau mày ra chiều suy nghĩ. Cái ông tên Tư lên tiếng hỏi. Thế, mày theo dõi kỹ chưa đây? Gần đây ấy, mình hành nghề nhiều trên địa bàn. Dần chúng nó bắt đầu để ý rồi đấy. Mẹ, không cẩn thận thì bỏ mẹ đấy nhá. Bác yên tâm, em theo dõi mấy ngày nay rồi. Ngày nào chúng nó cũng dắt ra đây, cắm cặp ở đây rồi chiều ra dắt về. Mà cái bà này này, bà đi làm cái lò gạch kia kìa. Nhà không có ai hết, có mỗi hai mẹ con thôi, yên tâm. Lão Từ vỗ vai thằng hai nhái. Thằng này tên như vậy cũng là vì người nó lúc nào ngồi xổm trông cũng giống cái con nhái bén cả. Nên cái tên hai nhái chẳng biết ai đặt cho, mà từ đó gắn liền luôn với nó. Thằng hai thấy cái tên cũng hay, nên gặp ai nó cũng giới thiệu mình là hai nhái. Ồ, thằng này khá hả? Còn theo dõi cả gia đình có mấy người. Đi theo, lâu có khác nhờ, được đấy. Lần trước không chạy nhanh là bỏ cụ rồi. Bị công an nó mà bắt được ấy, thì còn đỡ. Chứ bị dân nó bắt được á, nó đánh cho bằng chết. Hai người nói rồi quan sát địa hình xung quanh. Chỗ này là đồi cỏ hoang, chẳng biết đất của ai mà cũng chẳng có trồng gì. Để hoang cho cỏ mọc, phía trên bên trái là đồi cây tràm, phía bên phải là con sông nhỏ. Phải chạy rất xa, theo dọc con đường mòn đi xuống tít bên dưới mới có đường nhựa. Thành ra cái chỗ này nó vắng vẻ lắm, không một bóng người. Còn cái nhà chăn mấy con bò này, theo thằng hai nhái nó kể, thì đi men theo con sông xuống dưới hạ nguồn tầm cây số. Dưới đấy có cái xóm khoảng hơn 30 hộ dân sống. Lão Tư nhìn đồng hồ đeo tay. 12 giờ rồi, thịt nhanh người chuột. Hai người rời khỏi chỗ đứng, trên vai ai cũng đeo theo một cái túi khá là to. Lúc đi còn phát ra âm thanh như của kim loại va vào nhau, loàng xa loàng xoảng. Cả hai nhanh chóng tiếp cận đàn bò. Cả thấy có 3 con, một con đực to và 2 con nhỏ. Trong đấy có một con mẹ và một con con. Thằng hai nhái lên tiếng. Anh Tư, con nào? Mẹ ạ, con đực chứ con nào? Con nào nhiều thịt, xử trước. Còn thời gian thì xử con kia. Lão Tư chuyên nghiệp tiến lại gần con bò đực đang gặm cỏ. Trời hôm nay u ám như sắp chút cơn mưa rào, thành ra trời cứ như sắp tối vậy. Như vậy lão Tư càng thích. Con bò thấy con người lạ tiến gần, nó đề phòng đi lùi lại tránh xa, đồng thời kêu lên mấy tiếng. Sợi dây cháo cột ở mũi cũng theo bước lùi của nó mà căng dần, cho đến khi nó không thể lùi tiếp, nó hoảng hốt nhảy chồm chồm muốn giật sợi dây bỏ chạy. Lão Từ đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Lão cầm lấy sợi dây, kéo con bò lại gần mình, miệng phát ra những tiếng kêu. Bò, bò, yên, yên, nào, lại đây, lại đây. Sợi dây càng lúc càng được kéo lại gần khoảng cách. Con bò không ngừng chùn chân không muốn tiến gần lão Từ. Như thể nó biết có nguy hiểm sắp tới với mình. Lão Từ này là dân trong nghề lâu năm, dằm ba cái tình huống vặt vãnh này không là gì với lão cả. Cầm sẵn trong tay cái ống kim tiêm, loại chuyên dùng để tiêm lợn. Bên trong có chứa chất thuốc mê dạng nặng mà lão đã mua được ở chợ đen. Lão vừa trấn an con bò, vừa lần theo sợi dây, chậm rãi từng bước tiến đến gần hơn. Con bò sau hồi giằng co muốn thoát, nhưng sợi dây chảo buộc luồn qua mũi nó, càng muốn thoát nó càng bị đau. Cộng thêm tiếng kêu trấn an của lão Từ, quả thật cũng có chút hiệu nghiệm. Đúng là dần chuyên nghiệp có khác. Nó dần bình tĩnh lại, đứng im, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão đang dần sát lại gần mình hơn. Có khi nó lắc đầu muốn chạy,
nhưng lão cầm sợi dây ghì chặt, đồng thời lại kêu lên mấy tiếng trấn an, làm nó lại đứng im. Khi lão chỉ còn cách nó chừng 1 mét, lão chọn đứng ở bên trái, tránh cái đầu của nó ra để không bị nó húc hoặc đá. Nhanh như cắt, lão cắm phập cái ống kim thật mạnh, thật nhanh. Khi con bò cảm nhận được đau, nó hoảng loạn nhảy chồm xoay người muốn đá chân, muốn húc về phía sau, thì lão cũng đã nhanh chân, chạy ra phía xa. Và cái ống thuốc đã được tiêm hết. Kim vẫn cắm trên thân con bò. Thằng hai nhái đứng ngoài, dù đây không phải là lần đầu, nhưng nó vẫn phải công nhận là ông Tư lợi hại. Nó theo chân lão cả vài chục vụ, nhưng vẫn chưa dám làm cái công đoạn nguy hiểm đấy. Chẳng may, sơ sẩy một chút, cái sừng kia nó mà húc cho một cái có mà lòi ruột mà chết. Ê, em phải công nhận là bác siêu ấy chứ. Ừ phải em, nó đá cho lệch mặt. Lão Tư được khen thì khoái chí. Ừ, chuyện, nó phải có võ cả đấy. Nào, lấy đầu người ra đi còn ở đấy mà. Thằng hai nhái mở cái túi đeo ra, lấy ra mấy con dao. Nào là dao bầu, dao thái, dao nhọn, cả dao chặt xương đều có đủ. Lại thêm cả mớ dây màu mè màu nâu với mấy cái túi bóng màu đen loại to nữa. Con bò rất nhanh đứng không vững, chân nó loạng choạng, lúc hai chân trước khuỵu xuống, nó lại đứng lên. Bản năng sống của nó gồng mình không cho nó muốn khuỵu, nhưng cũng chẳng được bao lâu lại phải khuỵu xuống. Nửa thân dưới của nó cứ thế mà lết, hai chân sau không thể đứng dậy nổi. Có hai chi trước vẫn còn đang cố gắng chống trụ. Chân sau giật giật, dần mất kiểm soát, mồm phì phì xui nước bọt, mắt lờ đờ. Cuối cùng, nó không chịu nổi mà đổ dầm xuống đất. Bốn chi duỗi thẳng đuồn đuột, nằm im bất động. Thấy cảnh này, hai người không lấy gì làm ngạc nhiên. Lão Tư nói, sợ nó đi, tao sang con kia, nhanh gọn vào. Hai nhái không đáp lời, gật đầu một cái rồi cầm dao, mặt đanh lại, tiến đến chỗ con bò đã rơi vào trạng thái mê man. Nó thành thục, cắm phập con dao bầu xuống chỗ cái đoạn gần cổ, rạch một đường, theo đường sống lưng, xuống tận đuôi. Phần lưng, vai, con bò là nhiều thịt nhất. Khi nào thằng hai nhái cũng chọn những chỗ này mà xử trước. Còn thời gian thì mới lấy những chỗ khác. Không, thì lấy cái tảng này cũng đủ ăn chơi gái gú mấy ngày rồi. Đường dao cứ thế ngọt lịm cắt xuống, máu chảy bắn khắp nơi. Bạn nãy, thằng hai nhái xé cái túi bấm đen ra, rồi lồng vào người, nền nó mặc kệ, máu có văng lên cũng không sao hết. Con bò bị gây mê, nhưng có lẽ cơn đau vượt sức chịu đựng, nó cứ giật giật lên mấy cái, mồm nước bọt vẫn cứ không thôi mà phì ra. Thằng hai nhái không quan tâm, nó nhanh tay lấy con dao rách qua những cái thẻ xương mà rạch. Từng tảng thịt cũng được nó nhanh chóng ném vào trong túi. Nó chỉ rạch hết phần xương sườn, còn lại phần bụng thịt không có giá trị. Và lại cắt chỗ đấy, ruột nó sổ ra, hôi lắm, nó không thích. Cầm lấy con dao chặt xương, nó chặt cả cái đùi, rồi cái phần chân nó vứt lại. Đập vó là vó, bán được bao tiền đâu. Nó chỉ lấy mỗi cái đùi. Lúc này thì dường như con bò đã chết, nó không còn có động thái gì nữa. Hì hục làm hơn nửa tiếng đồng hồ thì toàn bộ thịt trên lưng con bò đã bị cắt nham nhở. Bốn đùi nằm gọn trong những chiếc túi ni lông đen. Bên dưới có lót vải để máu không thể rỉ ra nhỏ xuống đường trong lúc vận chuyển. Bên kia lão Từ cũng làm được một nửa. Hải nhái thấy vậy thì nói nhỏ. Bác, sửa nốt cái con bê kia đi. Em mang ra xe, em quay lại, em sửa con đấy cho. Lão Tư gật đầu đồng tình. Lão lần nữa cầm kim tiến đến gần con bò còn lại. Con bò này dường như nó có trí khôn. Nhìn thấy đồng loại mình bị giết dã man như vậy, nó hùng tợn hơn bao giờ hết. Nó cứ lồng lên, lao đầu húc về phía lão Tư, rồi lại nhanh chân chạy ra chỗ khác. Mồm giống lên từng hồi sợ hãi, vang vọng cả chốn này. Sau vài lần cầm dây chấn an không được, lão liều mình khi con bò lao đến thì phóng kim đâm, nhưng lại hụt đến mấy lần. Trong đời lão hành nghề chắc đây là lần đầu tiên lão gặp một con bò hung hăng đến như vậy. Thấy con bò kêu nhiều quá, lão sợ mọi người xung quanh nghe thấy thì tìm đến.
quay lại thấy thằng hai nhái đã mang hết mấy cái túi bóng thịt ra xe. Lão quay lại, rồi xẻ nốt cái con đang nằm dưới đất, vác bao ra hiệu cho thằng hai nhái rút quần. Hôm nay, như thế cũng là đủ rồi. Con bò thấy hai kẻ đã bỏ đi, nó đứng lại nhìn theo, mồm giống lên từng hồi bi thảm. Nước mắt sống cũng vì thế mà chảy ra, như nó đang đau lòng cho đồng loại của mình vậy. Ở trên đất chỉ còn lại là hai bộ xương đỏ trơ ra, xương sườn bọc lấy bộ lòng bên trong lấp ló qua khe hở. Bên ngoài thì thịt nham nham nhờ nhờ. Cái đầu còn nguyên, nhưng chân, thịt trên người đâu mất rồi. Hai kẻ nhanh chóng chạy xe đến chỗ quen để tẩu tán thịt. Mụ chủ thấy mối hời thì hô hởi vui vẻ lắm. Nhìn thấy mấy túi to, nặng trịch, mụ cười cười. Ôi trời, hai anh em nay bội thu nhỉ? Thế chuyến này bằng gấp mấy cái chuyến trước ý nhỉ? Nói rồi, mụ đưa tay đón lấy cái túi thịt đặt xuống đất. Cảm nhận được sức nặng, mụ cười đến tắc cả mồm. Lão Từ lên tiếng khi đã tắt máy xe. Úi, lần trước nói làm gì? Mới xẻ được quả mông thì bị phát hiện. May mà chạy kịp, không thì tèo. Hai nhái bỏ mấy túi thịt xuống đất, cười vui vẻ nói. Úi, may nay vớ được hẳn ổ ba con, nhưng mà kịp xử có hai con thôi, con kia con bê. Này, con đấy mà xử được á, bỏ cho mấy cái nhà hàng, giá phải biết nhỉ. Nhưng mà, thôi, thế này được rồi. Mụ chủ nghe thế thì cười thành tiếng. Ơi, chuyến này tha hồ tiền mà vuốt mông con xoan nha. Chú ấy, chú là chú có mắt nhìn lắm đấy. Chọn được cái con xinh nhất quán. Hải nhái gãi gãi tai. Ờ, sao bà chị biết? Mà xoan hay đào gì, chị tính tiền đi. Mụ chủ chề môi. Gớm, chú chưa nghe câu thà lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ à? Con xoan đấy nó xinh như thế, chắc cũng chán cái việc tiếp ngày chăm thằng rồi, giờ lại đang mơ ước có ai đưa về để ở nhà nuôi ấy chứ. Làm vợ hiền mẹ đảm. Thôi, cố kiếm tiền mà rước em nó nha. Hải nhái mắt sáng lên như là vừa tìm được chân lý cuộc đời mình vậy. Lão Từ sốt ruột. Thôi thôi, cần cần, nhanh còn về, nhà bao việc. Mụ chủ lại đổi chủ đề qua lão. Đối với mụ, phải giữ mối làm ăn thân với những kẻ này để giữ chân, vì lợi ích từ những kẻ này nó còn gấp 5, gấp 10 lần mấy cái người buôn bò giá rẻ đưa xuống bán cho mụ. Vừa mất công thuê thợ mổ, vừa lại phải bán cả xương, cả nội tạng mới thu được có tí lãi. Bác Từ làm gì mà vội thế? Lại có mối bàn tròn chứ gì. Mà bác đánh toàn thua, thôi chuyển qua mê gái như thằng nhái có phải hơn không? Ủa, gái với gú làm gì cho gầy người. Ông đây chỉ thích miết miết. Yeah. Nói đoạn, lão đưa tay lên làm cái động tác xem bài miết miết, mặt cười khoái trá lắm. Ba người mang tất cả vào bên trong, tính tiền rồi nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng. Căn nhà này mặc dù nằm trong ngõ cụt và những nhà khác đều khóa cửa, nhưng cứ cẩn thận thì hơn. Cầm tiền trên tay, thằng hai nhái đi đến luôn cái quán karaoke ở đầu phố. Mồm vừa đi vừa hát nghêu ngao, lại còn huýt sáo yêu đời lắm. Còn lão Tư lần nào cũng vậy. Sau mỗi phi vụ, lão đều về nhà tắm rửa thật sạch, thắp nhang cúng bái. Cứ tưởng là ăn năn sám hối, cầu siêu thoát cho chúng sanh. Nhưng không, lão tắm cho sạch là chuẩn bị cho ván bài ngồi thâu đêm suốt sáng sắp tới. Thắp nhang là cầu xin các cụ phù hộ cho hôm nay thắng quả lớn. Nếu thắng, mai về sẽ mua hoa quả bánh kẹo cúng cho các cụ. Nhưng nhìn lên cái hương áng của các cụ là biết, chắc lâu lắm rồi chưa được miếng gì bỏ vào mồm. Ba cốc nước đã cạn khô từ lúc nào, mạng nhện bụi bặm rằm khắp nơi. Đã thế, chỉ có mỗi cái bát nhang, ngoài ra không có bất cứ thứ gì hay di ảnh nào cả. Nói về lão Từ, chẳng biết lão từ đâu lưu lạc về cái xứ này từ hơn 3 năm trước. Không ai biết lão là ai, chỉ thấy lão có một mình, tiền bạc cũng không có. Lão đến đi làm ở khu chợ đầu mối gần huyện, chuyên bốc vác thuê cho người ta, đêm đêm ngủ ngoài cái ki ốt trong chợ.
Mụ Thắm là người chuyên bỏ mối thịt bò, thấy tội mới cho lão mượn cái nhà cũ mà trước kia mụ ở. Nó tuy xuống cấp nhưng vẫn còn tốt chán so với mấy cái sạp bốc mùi tanh hôi ngoài chợ, lại không có vách, xó lùa, muỗi cắn, ruồi bù. Nhờ mụ Thắm giúp đỡ mới có chỗ nương thần, nên là lão Thư hay sang nhà mụ để phụ giúp việc vặt lắm. Và cũng từ đây, lão biết được cái nghề xẻ thịt này chẳng mất bao nhiêu công sức, thời gian mà có cả vài triệu bạc bỏ túi chứ trời đâu. Lão quyết học cho được cái nghề này. Rồi thời gian trôi qua, lão thành nhà cung cấp thịt uy tín nhất, lâu nhất và nhiều nhất cho mụ Thắm. Còn những người khác á, trước đây làm không bỏ nghề thì cũng bị bắt vào tù. Rồi cũng có người mất mạng, có người bị đánh cho tàn phế nửa đời về sau. Có đôi lần lão từng nghĩ đến nhân quả báo ứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhân nào thì chả bằng nhân chết đói, sống ngày nào hay ngày ấy, chết là hết. Còn về phần thằng hai nhái, lão gặp nó khi nó mới ra tù, nó phạm tội trộm cắp tài sản, lĩnh án mấy năm trời. Lúc về thì gia đình bạn bè người thân đều xa lánh, ngày ngày nhìn người ta đi ra đi vào chỉ trỏ, đàm tiếu xì xào, nó không chịu được bỏ xứ đi lang thang, trôi giặt đến nơi đây. Hôm đấy, lão Tư thấy nó ngồi trước cổng chợ, trong cái bóng dầm của một căn nhà khóa cửa, chắc có lẽ đã đi vắng. Người nó gầy như con ma đói, quần áo bẩn thỉu, đi đôi dép tông lào đã mòn dẹp cả đế. Nhìn thấy nó, lão lại nhớ đến hoàn cảnh của mình trước kia. Lân na hỏi chuyện thì nó cũng chỉ nói là không nhớ nhà ở đâu, không biết người nhà là ai và tên gì. Lão đưa nó về chỗ mình cho ăn cho ngủ. Dần dà thấy lão đáng tin, nó mới nói hết quá khứ của mình cho lão nghe. Lão Tư nghe xong cũng không có gì là kỳ thị, mà còn động viên cho nó theo cái nghề của mình. Dù gì thì hai người cũng hơn một người rất nhiều. Lỡ có xảy ra chuyện gì thì có cái thằng này á, cái thằng đi tù, nó liều mình cũng thấy an tâm hơn. Và thế là từ đó hai nhái theo lão qua biết bao phi vụ, hoành hành trên khắp huyện mà chưa bị bắt một lần nào. Cả hai rất khôn lành, mỗi lần hành động đều theo dõi kỹ lưỡng và thông báo cho nhau, không bao giờ gây án một nơi hai lần. Nên nhà nào có bò thì đi mà giữ, không giữ mất dáng mà chịu. Nơi hai người ở lại thuộc vùng núi, người dân ở đây chủ yếu trồng cây lâu năm và chăn nuôi, nên lượng trâu bò trên địa bàn huyện và những huyện lân cận nhiều lắm. Cái nghề này á chắc cũng được duy trì còn lâu mới mai mọt. Hai nhái sau một thời gian ở với ông Tư làm vài đôi ba vụ thì cũng có tiền đi ra thuê nhà ở riêng, chứ không hai người ở với nhau suốt ngày ở nhà ăn nhậu tung hoành bí ẩn, làm cho hàng xóm sinh nghi thì chết gì chứ mấy cái camera chạy bằng cơm á, cứ để phòng cho nó chắc ăn. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai đã làm cái nghề này cũng hơn 2 năm. Số lần trộm cũng phải tính gần 100 vụ. Mà trên địa bàn huyện này và vài huyện xung quanh, lão biết cũng có vài kẻ hành nghề giống như lão vậy. Có người sẽ thắc mắc là trâu bò đâu mà lắm thế. Xin thưa rằng, cứ 10 nhà là có 3 nhà nuôi bò nuôi trâu. Rồi có hộ đến cả vài trăm con chăn nuôi cho nó đi rải rác khắp các đồi, thì làm sao mà không nhiều cho được. Số còn lại ấy, thì là trồng cây lấy gỗ, chờ vào đó thì lấy gì ăn. Công ty không có thì chả ở nhà chăn bò. Và lại hầu như người ở đây đều là người dân tộc thiểu số, họ ít tiếp xúc với báo điện tử nên những cảnh báo của chính quyền cũng không nhận được. Vì thế là đám tặc thịt cứ thế mà hoành hành ngang ngược. Thằng hai nhái ra đến quán gọi ngay em Đào mà nó thích. Phải nói em này trẻ, mồm dẻo như kẹo, làm nó mê lắm. Con ả bước vào nhìn thấy hai nhái đã nở một nụ cười công nghiệp, son phấn trên mặt ả nó còn dày hơn cả cái lớp bê tông chắt tường. Anh hai, lâu lắm rồi mới đến tìm người ta ấy, có phải anh có người mới rồi đúng không? Kìa, sao lại nói thế? Mới có 4 hôm.
4 hôm mà anh bảo mới á. Anh ấy, anh mà thương em thật lòng thì ngày nào anh chả tới tìm em. Chứ đâu có để 4 hôm như thế này, thế mà bảo thương người ta. Con à cứ đứng óng mẹo trước mặt hai nhái, còn không quên cúi thấp người để lộ ra hai quả bồng đồi, chẳng biết giả hay là thật nữa. Hai nhái mắt sáng như sao, nhìn chăm chăm vào cái đôi bồng đảo ấy. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt đánh ực một cái, như bị thôi miên, ngơ nghịch nói mấy cái câu vô tri. Thì anh thương em như thương cây bàng non. Không. Kéo tay à ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm qua eo, hắn nói. Anh Bảo, em đồng ý làm vợ anh không? Con à giật mình trước câu hỏi. Cái nghề này á, nó chọn, chứ có phải nó bị bắt đâu. Đang ăn sung mặc sướng, liền mấy thằng ngu cứ dâng tận mồm. Sao nó phải về làm vợ cái thằng nhìn từ trên xuống dưới không có cái gì đáng giá, cũng chả có tương lai. Đúng kiểu trên răng dưới cắt tút này chứ. Nhưng mà em nợ tiền ở đây nhiều lắm. Đoạn, à cố nặn ra vài giọt nước mắt đau thương. Em nào có muốn dẫn thân vào cái chốn hoa phấn này đâu. Ngày xưa bố em, lúc còn sống ấy, bệnh nặng, em phải vay tiền khắp nơi, khắp chốn để chạy chữa cho ông ấy. Nhưng mà ông vẫn mất. Để rồi cái khoản nợ khổng lồ, lãi mẹ đẻ lãi con, nên em mới phải vào đây làm để trả nợ ấy. Hai nhái nghe tình cảnh đáng thương của người mình thương thì mùi lòng nói chắc lịch. Em nợ bao nhiêu, anh trả. Dạ, còn 2 tỷ mốt. Hai nhái sửng sốt, không nghĩ nó lại nhiều đến như thế. Cái gì? Không, sao nhiều thế? Gốc thì chỉ có 1 tỷ thôi, nhưng mà lãi chồng lãi, nó mới ra nhiều như thế đấy. Nói vài chục triệu hay vài trăm thì có khi nó còn cố mà đi trộm cướp để có mà chuộc em ấy về. Chứ vài tỷ, lấy đâu ra? Chỉ có đi buôn hàng cấm, may ra mới kiếm được nhiều như thế. Mà nhìn lại con hàng này, bỏ ra 2 tỷ, mua thì có đáng hay không đây? Hắn mà có 2 tỷ, thì có mà lấy hẳn con vợ xịn, con vợ ngon, xây được cái nhà, mua được cái xe đẹp. Chứ rước mỗi con này về, xong cặp đất mà ăn à? Nghĩ thế hắn đáp. Hay em bỏ trốn cùng anh đi. Chúng ta đến một nơi thật xa để sống. Không ai biết chúng mình là ai. Chúng mình làm lại từ đầu. Anh đi làm, em ở nhà. À Đào còn lạ gì mấy cái văn chương này. Chung quy lại, chúng nó chỉ muốn đua về để chơi không mất tiền, chiếm lằng của riêng, chán thì đá ra đường, thế thôi. Gì chứ, loè làm sao được chúng. Nhưng mà em còn mẹ, còn em nữa. Bây giờ em đi họ biết sống sao với cái bọn xã hội đen. Thôi, anh thương em, anh cố lên. Câu chuyện rơi vào bế tắc. Cả hai im lặng mất vài giây, đoàn bỏ qua tất cả ôm ấp nhau mà bắt đầu hát hò. Vài ngày trôi qua, cả hai im hơi lặng tiếng để nghe ngóng tình hình phi vụ vừa rồi, xem là có biến gì xảy ra hay không. Như bao lần trước, công an xã cũng chỉ xuống lập hồ sơ rồi để đấy, chứ làm sao mà bắt được các ông. Trời chưa nắng như đổ lửa, hai nhái mò qua nhà lão Tư, thấy lão đang ngồi trên nền nhà. Trước mặt có vài quả ổi xanh và chai rượu trắng. Sao? Bác lại bị lột sạch rồi phải không? Lão Tư càng nghĩ càng cay. Mẹ nó chứ! Chuyến đấy cứ tưởng ăn đậm. 2 con ca là 20 điểm của tao đấy nhá. Thế mà rồi cái thằng chó kia nó rút thêm được 1 lá hạ bài. 21 điểm. Ôi dồi, mày thấy nó có cày công thật chứ? Hai nhái cười cười. Thế là nó lại vét sạch rồi chứ gì. Mà em bảo, em đi nghe ngóng xong rồi, không có biến đâu, triển tiếp đi. Mày chắc cũng cúng hết cho mấy con đào rồi chứ gì. Ô khỉ, mới có 5 hôm, đợi hết tuần đi. Tao còn đang phải ăn ổi xanh cầm hơi đây này, ngoại kiếp. Hà nhái bị nói trúng, cười sượng, rót lấy chén rượu, làm một phát cạn đáy.
cầm trái ổi nhai rau ráu. Bác Chí được cái hiểu em. Thống nhất đầu tuần sau nhé. Em đi tìm địa bàn đây. Nhắm được vài chỗ rồi. Hai kẻ cứ thế mà chụm đầu vào nhau bàn tán, chuẩn bị cho những phi vụ tiếp theo. Thoát một cái, đã một tháng nữa trôi qua. Thời gian này hai người cũng làm thêm được vài vụ, nhưng không khá cho lắm. Một lần xẻ được một con bê, thì có người chạy ngang qua, làm hai người sợ quá bỏ chạy, dù không rõ đó có phải là chủ hay không. Còn một lần, mới cắt được cái đùi sau, thì nghe tiếng người nói chuyện phía xa. Thế là lại ôm cái đùi chạy bán sống bán chết. Hai phi vụ đó căn bản không đủ nhét kẽ rằng nói gì là bao gái với đánh bài. Chờ hôm nay nắng dịu, hai nhái trên con xe cả tàng của mình đi dạo quanh, cốt là để tìm bò, chứ có rảnh rỗi đâu. Lúc đi ngang con đường đất, rẽ vào hiện trường cách đây hơn tháng mình tạo ra. Chẳng hiểu sao, lại quật tay lái, rẽ vào. Trong tâm lý con người ta luôn tồn tại một loại ý niệm, đó chính là nơi nào mình lấy được nhiều, sẽ luôn muốn quay trở lại đó để lấy tiếp. Để đến đoạn lần trước, hai nhái dừng xe, đứng bên ngoài dòm dòm vào, nghe động tĩnh. Bất ngờ có tiếng bò kêu. Một con kêu trước, rồi ba bốn con đáp lại. Có cả âm thanh của bê. Hai nhái dựng con xe của mình vào bụi, lấy cây cỏ lấp lên, sau đấy đi bộ, luồn lên quýt quả đồi tràm. Cách đấy cũng khá xa, ngồi quan sát. Từ trên này không ai có thể nhìn thấy hắn. Ngược lại, hắn lại có thể quan sát tất cả phía bên dưới. Nhìn thấy có 6 con bò, cả to cả bé, đang được cột vào những chiếc cọc chắc chắn, ung dung gặm cỏ. Nhìn khắp nơi, không thấy bóng người nào, hắn thầm chửi. Quá đó chứ, lần trước mất hẳn 2 con. Thế mà vẫn đéo sợ. Thế thì ông lại xin... Ngồi quan sát từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều, mới thấy có bóng người từ bên dưới con xóm đi lên dắt bò về. Hải nhái lại đi theo người đó, ở phía sau để xem nhà ở đâu. Quả nhiên người này cùng con xóm với cái nhà mà lần trước hắn thịt 2 con kia. Đứng từ xa quan sát, khu xóm nhỏ nằm lọt thỏn dưới cái thung lũng ở vị trí phía xa xa. Hải nhái lúc này có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu xóm. Thậm chí cả trong sân, có gì cũng đều thấy hết. Đang theo dõi cái nhà vừa dắt bò về, thì đột nhiên, hắn vô tình đánh mắt nhìn qua cái nhà lần trước mình theo dõi và thành công thịt 2 con bò, kiếm được một khoản kha khá. Căn nhà khóa cửa im lìm, ngoài sân rác rưởi, củi khô, trông nó hoang tàn như thể lâu rồi không có người ở vậy. Chẳng nghĩ nhiều, hắn rất nhanh bỏ qua mà tiếp tục theo dõi người kia. Đến cả thảy trong sân nhà đấy có 3 người, một đôi vợ chồng và một đứa con gái. Ngoài ra, còn ai thì sáng mai quay lại mới biết được. Quay người trở lại chỗ cái xe phóng vút về khu nhà trọ của mình. Trời lúc này cũng đã tối dần, ngoài trời nhá nhem. Mỗi lúc như thế này là khó nhìn đường nhất. Tối không tối hẳn mà sáng không sáng hẳn. Bật đèn cũng chẳng thấy gì. Đang ung dung vừa đi vừa huýt sáo, hắn đột nhiên bị một cái xe vượt lên chặn đầu lại. Đạp phanh thắng gấp, bản tính của thằng trộm là cứ thấy có người chặn mình nó run sợ, toan bỏ xe chạy thì chớ. Thì người kia kêu lên: "Này, đi đứng kiểu gì, vợ con ngã lăn lung lốc giữa đường không biết kìa." Hai nhái đầu đầy mồ hôi, rồi khó hiểu hỏi: "Ờ, anh ơi, nhầm à? Tôi đi một mình mà." Người kia khẳng định chắc nịch: "Nhầm cái gì mà nhầm, tôi đi sau cậu, thấy hai mẹ con đang ngồi tự nhiên lăn xuống đoạn kia kìa, tôi mới dồ ga đuổi theo chứ." Hai nhái cũng quay lại nhìn theo hướng tay người kia chỉ, mặc dù làm méo gì thấy gì, với lại mình làm gì có vợ con. Đâu, mà bác ơi, em nói thật, em đi một mình, với lại làm gì có vợ con đâu. Ô sức cậu này, cậu cứ cãi nhỉ, rõ ràng tôi đang đi thì thấy hai mẹ con nhà đấy lộn một phát lăn lung lốc ở đường cơ mà. Người đàn ông kia vòng xe quay lại trước, hai nhái đầu đầy khó hiểu cũng vòng xe theo, phần vì muốn hóng hớt xem cái thằng nào đi xe để rơi được cả vợ cả con, phần vì muốn chứng minh là mình là trai tân, làm gì có vợ.
người đàn ông đi trước dừng lại. Rồi ông ta quay đầu nhìn xem hai nhái có theo mình không. Khi đã đến cái chỗ mà ông ta bảo hai mẹ con nhà kia lăn xuống thì ngó đông ngó tây chả thấy đâu. Thậm chí ông ấy dựng xe nhảy cả xuống khỏi qua bên đường đứng, vòng vòng tìm mấy đoạn cũng không thấy đâu. Một lát sau quay lại nói với hai nhái: "Ơ, kỳ thật đấy. Ơ, sao không thấy đâu nhỉ?" "Ơ, hay nhỉ?" Hai nhái cười đều. "Đấy, em bảo bác nhìn nhầm không tin. Chắc vợ thằng nào nó quay lại nó đón rồi." Hai người cứ thế quay lại xe, rồi dồ ga tiếp tục hành trình của mình. Về đến phòng trọ, đột nhiên cảm thấy hôm nay phòng của mình mát lạ thường. Mọi hôm về đến nơi, nó cứ như cái hầm ấy, phải mở cửa ra bật quạt cho thổi hơi nóng bên ngoài. Thế mà hôm nay thời tiết cũng oi bức, mà sao phòng lại tự nhiên mát thế nhỉ? Không nghĩ nhiều, mát thì càng tốt. Hắn đi vào trong tắm rồi ăn tạm gói mì, sau đó leo lên giường đi ngủ. Đêm đó hai nhái nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Hắn thấy mình đứng ở chỗ hôm nay mình đến, rồi đối diện là một người đàn bà ăn mặc kiểu như vừa đi làm gạch về, tay dắt theo một đứa con độ 5-6 tuổi. Hai người đứng đó nhìn hắn với ánh mắt căm giận. Cả ba cứ đứng như vậy nhìn nhau cho đến khi hai nhái không chịu nổi mà bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Một giấc mơ bình thường, nhưng không hiểu sao nó lại khiến mồ hôi trên trán rịn ra. Ngồi dậy nhớ lại cái ánh mắt của hai mẹ con kia, khiến cho hai nhái rùng mình. Hắn là một người ngủ ít khi mộng mị, có khi cả năm cũng chẳng mơ thấy gì. Vậy mà hôm nay mơ thấy lại còn nhìn rõ mặt của người kia nữa chứ. Nằm nghĩ một lát, hắn tự trấn an mình. Có lẽ hôm nay ở đấy đấy nhiều, cho nên mộng mị vậy thôi. Sáng ngày hôm sau, hai nhái chuẩn bị đồ nghề để hôm nay ở lại cả ngày trên đồi theo dõi hoạt động của chủ nhà kia. Công việc này thường diễn ra vài ngày. Nếu hai ngày đầu sinh hoạt không có gì thay đổi, thì ngày thứ ba có thể tiến hành. Còn nếu sinh hoạt giờ giấc nhà ấy không ổn định, thì phải theo dõi nhiều hơn. Leo được đến lưng đồi Tràm thì cũng đã 9 giờ sáng. Phía dưới có hai người đang ngồi nhìn mấy con bò, có lẽ là chủ đấy. Âm thanh họ nói chuyện to đến độ hai nhái trên này cũng có thể nghe thấy. Buồn chán, hai nhái cũng lắng tai nghe câu chuyện của họ xem đang nói gì. Vì là giữa câu chuyện nên cái câu được, câu mất. "Chết rồi! Ôi dồi, khổ thân thế á? Con mới đi, mẹ cũng nối gót à?" "Đấy, chứ bây giờ sống còn ý nghĩa gì đâu. Có hai mẹ con, thằng con nó chết thì chắc bà mẹ cũng nghĩ sống làm gì, cho nên chết rồi." Hai người cứ câu qua câu lại, hai nhái mơ hồ nhận ra họ nói đến nhà nào đó còn chết mẹ cũng chết theo. Hai người bên dưới nhanh chóng chia nhau ra mỗi người một hướng. Thì ra là cái bà chủ đi chăn bò gặp cái bà đi lên thăm vườn, gặp nhau ngồi buôn dưa lê. Đúng là đàn bà. Trưa hôm đó mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang làm hai nhái thấy mệt mỏi, nằm vật ra bãi cỏ đánh một giấc. Hắn lại mơ thấy một giấc mơ. Vẫn là hai người đêm qua hắn mơ thấy, là người mẹ dắt con mình đứng đấy. Gương mặt họ bây giờ tức giận hơn hôm qua rất nhiều. Phía sau lưng dắt theo hai con bò. Điều kinh khủng là hai con bò ấy nó chỉ còn lại là hai bộ khung xương. Cái đầu vẫn còn nguyên, mắt mở đỏ ngầu ngầu, phần cơ thể lộ xương trắng và thịt đỏ lòm lòm, bị cắt gọt nham nhở, lòng phèo theo khe hở và xương sườn lòi ra ngoài lòng thỏng xuống đất. Thứ nước vàng của chất thải chảy ra. Người phụ nữ kia buông tay, cầm dây chảo, hai con bò phía sau từ từ tiến lên phía trước. Hai cái sừng nhắm hướng bụng của hai nhái mà húc tới. Chúng nó xông tới với tốc độ kinh người. Khi sát nốt thì hai nhái giật mình bừng tỉnh, chân tay chới với, ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Không có gì cả. Hắn ngồi vỗ ngực trấn an. Không hiểu sao người phụ nữ kia và đứa bé đó là ai mà lại hai lần đều xuất hiện trong giấc mơ như thế. Cô nhớ lại xem
mình có từng gặp họ chưa? Nhưng hình như là không rõ có gặp hay chưa. Vì cảm giác vừa quen vừa lạ, nó không có rõ ràng cho lắm. Cảm thấy trong người bất an, hắn quyết định hôm nay theo dõi đến đây thôi. Về qua nhà lão Tư xem có gì ăn không. Mới hôm nay toàn ăn mì, đến nhiệt hết cả mồm, lở hết cả lưỡi. Qua nhà lão Tư thấy đóng cửa im lìm. Hắn biết lão đang ở đâu, liền quay xe chạy ra nhà mụ tắm chuyên nhập hàng của hắn và ông Tư. Quả nhiên lão đang ở đây giúp mụ cạo lông bò. Chắc có đội nào vừa thành công phi vụ đem quà bán cho mụ. Thấy hai nhái, mụ cười giả lạ. Thế hôm nay hai thầy trò không đi kiếm mồi à? Qua đây hết thế này. Hai nhái đi vào trong, tiến đến cái bàn nước, đá mấy bi thuốc lào thở khói phì phèo đáp. Em vừa đi kiếm về đây, bà chị yên tâm, kiểu gì cũng có thịt xịn. Bà ta cười như thể được mùa. Lão Từ thấy nó nói chắc địch như thế, thì liếc một cái, ra hiệu bé cái mồm thôi. Có lẽ bên trong kia có đội khác đang ở đây, nói to lộ hết địa bàn bây giờ. Làm cái nghề này cũng gành nhau lắm. Càng ít người làm thì khả năng bị bắt càng thấp và kiếm được càng cao. Để lộ, chúng nó mà chơi xấu trong lúc mình hành nghề, nó báo công an hay dần thì có mà chết dở. Hai nhái hiểu ý, đến gần chỗ lão đang ngồi làm. Đoạn nói nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe thấy. Em tìm thấy rồi, 7 con, không có người trông, có khoảng 3 tiếng để hành động. Thế ở đâu? Ở cái chỗ lần trước hai anh em mình thịt 2 con cùng một lúc ấy. Trách xuống dưới một tí, lúc mang thịt lên hơi xa nhưng mà vẫn ăn được. Lão Từ trợn mắt nghiến răng. Mày quên cái quy tắc rồi à? Không được làm một chỗ 2 lần. Mày ăn gì ngu thế không biết. Bọn công an nó cố tình nó cài cắm, chết mẹ đấy. Hai nhái khẳng định chắc nịch. Không, em theo dõi 2 ngày nay rồi, dễ gì chúng nó qua mắt được em. Là bò của cái nhà bên dưới, nó mới mua của ai về đấy. Nhà ý có 2 vợ chồng với đứa con, đi học hết chiều mới lên dắt bò về. Lão Từ kiên quyết. Không là không, nguyên tắc là nguyên tắc. Mày đi săn chỗ khác đi. Đang nói chuyện thì trong nhà phát ra tiếng hét của mụ thắm. Mụ hét lên thất thanh, nghe đến chói cả tai. Hai người nhìn nhau rồi chạy vào bên trong. Có mấy người khác ở sau nhà cũng chạy lên. Mụ thắm đang ngồi trên đất ở trong bếp. Mặt mụ tái xanh như tàu lá chuối. Mắt mụ nhìn đăm đăm lên cái bàn bếp. Mọi người theo ánh mắt nhìn theo thì chỉ thấy trên đó là một cái đầu bò vừa thui xong, đen thù lùi, hai mắt trợn lòi cả ra. Một người đỡ mụ dậy, hỏi xem là cái chuyện gì. Mụ thắm sợ hãi lùi về sau, mắt nhìn chăm chăm vào cái đầu bò, xem là mình có nhìn nhầm hay không. Đoạn nói lại chồng sợ hãi. Bà nãy, chị thấy cái đầu này, nó chớp chớp mắt đi, nó còn đánh con người nhìn chị. Mọi người kêu lên. Trời ơi, vậy mà cũng la như cháy nhà. Chồng mụ đứng bên nói. Thì nó vừa bị khò lửa xong, thịt nó co lại, giờ đem vào đây nó nguội, nó giãn ra, nó cử động, có gì lạ. Mấy cái tảng thịt, lâu lâu nó cứ giật đùng đùng đấy thầy, thấy suốt mà còn, đúng là cái bà. Mụ thắm nghe vậy thì ngại ngùng. Thì làm bao nhiêu năm, bây giờ mới thấy. Mà kinh lắm, rõ ràng bị thụi, bị cạo lông như thế này đến nói cả mắt. Nó kéo mảng thế kia, thế mà vừa rồi nó chớp xong, con người to tổ bố kia còn liếc một cái giật cả mình. Mọi người nghe xong thì cười lên rồi lại tản ra, ai làm việc đấy. Nhà mụ thắm có một trang trại nuôi bò sau nhà cách chừng 100 mét, vừa nuôi công nghiệp, vừa bán con giống, vừa mổ giết thịt, chứ nhà không nuôi, cũng không buôn mà lại có thịt đem đi bỏ mối nhiều như thế kia, kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Vậy nên mỗi ngày vẫn phải thịt 1-2 con bò, có đầu, có xương, có lòng, đem bán cho mấy cái đám mối kia thì mới không bị nghi ngờ. Chứ mấy cái ông tặc thịt này, mấy ông chỉ khuân mấy tảng thịt có giá trị, chứ hồi đầu
mấy ông ấy quần cả cái đống xương đống nòng, vừa nặng vừa công kênh, lại vừa trả được bao nhiêu. Khi mọi người đã đi hết, mụ đứng lại nhìn cái đầu một lát, sau đó tiến đến gần, cầm cái mí mắt của con bò giật giật kéo thử xem có được hay không. Nhưng cái miếng da bị khò lửa cho cứng ngắc, rõ ràng là không thể nào chớp xuống mượt như thế được. Mụ đăm chiêu cau mày đứng nhìn vào đó, bất giác nó lại chớp một cái. Mụ thắm sợ quá, bỏ chạy luôn ra bên ngoài, không dám ở trong nữa. Tối hôm đó sau khi về nhà, lão Tư cứ có cảm giác ai đang nhìn mình từ phía sau vậy. Người cứ gai gai, rồi phần gáy, lông tóc cứ dựng ngược cả lên. Lão ngồi trong căn nhà tồi tàn, càng lúc càng cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên. Cái cảm giác làm cho lão khó chịu lắm. Thở dài một hơi, kéo theo làn khói thuốc phả ra, lão nhìn vào màn đêm đen mà suy nghĩ về cuộc đời mình. Vốn dĩ, lão cũng có một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác. Có vợ, có con, có hàng xóm láng giềng thân thương. Nhưng rồi cái thói cờ bạc dẫn lão vào con đường tội lỗi. Lão chửi vợ đánh con, rồi bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồ đạc, lão đều đem bán tất mà đổ vào cái chiếu bạc. Lúc ấy, lão chỉ mong đổi đời, bởi vì mấy lần đầu ăn được, cho nên lão hàm lắm. Nhưng đổi đâu chẳng thấy, chỉ thấy nợ, càng thêm nợ. Nhiều lúc, dân xã hội dăm bữa nửa tháng lại xuống tìm, đập phá đồ đạc. Đứa con lớn trong lúc can ngăn, bị chúng hất ra, ngã vào cái nồi nước sôi mà hủy đi gương mặt xinh đẹp. Đứa con út ghét bố đến độ cắt tay tự tử. Nhà lão tàn hoang, chẳng còn lại gì. Người vợ dắt đứa con lớn đi đâu chẳng rõ. Nhưng số nợ vẫn còn đó, lão cũng đành bỏ xứ mà đi, đến cái chốn khác mà kiếm chỗ dùng thần. Màn đêm mỗi lúc một tối hơn, nó tối như cái cuộc đời đâm vào cờ bạc của lão vậy. Nhưng đã đâm vào rồi, có rút ra được đâu. Mất đi đứa con út, mất vợ, mất cả con cả, mất cả cái nhà. Thế nhưng bây giờ, mỗi khi có tiền, lão cũng không nhịn được, mà lại ngồi vào cái bàn tròn đăm chiêu miết mấy cái quân đỏ đèn ấy. Ném cái tàn thuốc ra ngoài cửa, bỗng nhiên lão thấy cách mình không xa có một cái bóng người đang đứng. Không, phải là hai người mới đúng. Ngoài đó không có đèn, chỉ nhờ vào ánh đèn yếu ớt trong nhà hàng xóm hắt ra, căn bản là không đủ nhìn thấy kẻ đó trần diện trông như thế nào. Ai đây? Lão cất tiếng hỏi. Người kia quay bước đi, hai cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm tối, làm cho lão nheo nheo con mắt nhìn, nhưng cũng không trông thấy gì cả. Nghĩ có lẽ họ nhầm nhà, nên lão cũng không hỏi với theo, quay vào nhà tắt đèn, leo lên giường đi ngủ. Nằm trên chiếc giường đã gãy mất một chân, mắt nhìn lên trần nhà, không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ đến như vậy. Bên ngoài không gian đêm vang lên những tiếng rả rích trong bụi cỏ. Đang lắng tai nghe đàn dế nó kêu, thì lẫn trong đó hình như có tiếng bước chân. Lão lắng tai nghe kỹ hơn. Đúng là tiếng bước chân, nhưng không phải là tiếng bước chân người, mà là giống như của con vật nào vậy. Âm thanh từ bên ngoài ngõ vọng vào, giống như là nó đang đi từ đó vào đây. Nghe kỹ hơn, âm thanh mỗi lúc một to, thì lão cau mày. Quái nhỉ, giờ này còn con nào nhỉ? Nghe như là cái tiếng chân trâu bò nó đi. Lão lẩm bẩm trong miệng, âm thanh càng lúc càng to, chứng tỏ nó càng lúc càng tiến gần đến căn nhà của lão. Và rồi âm thanh đó dừng lại trước cửa nhà. Chính xác là cái con đấy, nó đang đứng trước cửa nhà lão. Âm thanh im bặt, mọi thứ lại rơi vào trong yên lặng như tờ. Lão nằm trên giường đảo mắt suy nghĩ, đoán xem âm thanh vừa rồi là của con gì tạo ra. Lão khẳng định nó là con vật nào đó có vó như kiểu trâu bò dê ngựa. Nằm lắng tai nghe thêm vài phút, không có tiếng động gì, lão nhắm mắt cố du mình vào trong giấc ngủ. Khi vừa nhắm mắt thì một loạt những âm thanh cổng cộc phát ra, nó giống như của một đàn trâu.
cả vài chục con đang tiến gần đến nhà lão vậy. Mở trừng mắt lắng tai nghe, đúng vậy, là của một đàn, dễ cũng phải đến gần 100 con chứ chả chơi. Tiếng gõ cửa vang lên, lão nổi da gà vì nó không giống của người gõ mà là của một vật cứng đập vào. Không nhịn được, lão bò dậy ra xem là cái chuyện gì. Hé mắt nhìn qua cái khe ván hở, lão trố mắt ngạc nhiên vì bên ngoài là một con bò. Nó đang đứng bằng hai chân ngoài đấy, cái đầu dí sắt, con mắt đỏ lòm lòm, to như là cái bát tô, đang dí vào cái khe đấy nhìn lão ấy. Cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại, giống như động tác đang đuổi ruồi trên cơ thể vậy. Cố nhìn thêm, cái con bò kia cũng hạ mình xuống, con mắt cũng rời ra, nhưng nó vẫn che hết tầm nhìn, cho nên lão không thấy có ai ở phía sau nó hay có bao nhiêu con. Lão đứng thẳng dậy, mở cái chốt cửa. Cũng không cảm thấy kỳ lạ vì sao bò lại đến nhà mình vào nửa đêm, mà lão chỉ nghĩ rằng chắc nó đi lạc. Và dường như lão cũng quên rằng bò nó không đi lại vào ban đêm. Cánh cửa kêu lên dần được mở ra, kèm theo đó là đôi mắt của lão Tư cũng dần trợn lớn. Trước mắt lão bây giờ là cả một đàn bò, không biết bao nhiêu con. Chúng đứng săn sát nhau từ cửa cho đến tít tận ngoài ngõ, vẫn thấy cái đàn bò đấy. Áng chừng chúng đông lắm. Đôi mắt của lão quen hơn với bóng tối từ lâu, lão nhìn rõ, rõ lắm. Tất cả những con bò này chỉ còn lại là những cái đầu cắm trên bộ xương, bầy nhầy máu thịt. Thịt đấy bị cắt nham nham nhở nhở, dính vào xương cứ đỏ, chỗ có chỗ không. Lòng ruột của chúng sổ hết cả ra, đôi mắt trợn lên, loài toàn lòng trắng. Có còn thì chỉ còn là hai cái lỗ đen sâu thăm thẳm. Cảnh tượng này lão thường xuyên gặp, vì nghề của lão là thịt chúng mà. Nhưng lúc đó chúng đều là những cái xác chết, còn giờ đây chúng lại đang đứng, có thể di chuyển đi lại, còn phát ra tiếng kêu ọ ọ dù cơ thể không một miếng thịt. Con bò đứng đầu lao tới, nó giương cặp sừng mà muốn húc chết kẻ đứng trước mặt. Đàn bò cũng nháo nhác lồng lên xô nhau muốn lao đến. Lão Tử sợ hãi, hồi phục lại tinh thần xoay người bỏ chạy vào bên trong. Vừa quay người lại thì cảnh tượng trước mắt đập vào lão còn kinh hãi hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Một mụ đàn bà đang chỏng cái cổ mình vào sợi dây thừng treo lủng lẳng giữa nhà. Cái người nó đang xoay xoay, lắc lư, cho đến khi xoay lại đối diện với lão. Cái lưỡi của nó thè ra tím bầm, dài ngoằng, nhỏ máu xuống cái cổ áo. Cái đầu ngoẹo sang một bên, trợn trừng đôi mắt nhìn lão. Cái cần cổ bị kéo dài ra, sợi dây xiết còn hằn lên vết tím bầm. Phía dưới là một thằng bé độ 5-7 tuổi gì đấy đang đứng, tay nó còn nắm lấy chân người đàn bà, lắc lắc. Gương mặt nó vô hồn trắng bệch như vôi, hai hốc mắt thâm quầng như kẻ mất ngủ lâu ngày. Nó đứng đó nhìn chằm chằm vào lão. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bên ngoài mấy con bò còn lại bộ xương đang không ngừng chen nhau thò cái đầu vào. Một con chui tọt húc vào sau lưng, khiến lão Từ bị hất văng, ngã rúi rụi xuống nền gạch. Cứu! Lão bây giờ mới hồi thần lại mà hét lớn lên. Đàn bò cũng đồng loạt kêu lên như để lấn át âm thanh của lão. Căn nhà bị xô đẩy cũng bắt đầu rung lắc. Nhà tường gạch thật đấy, nhưng lâu rồi, tường vôi bong chóc, cộng thêm sức lặng của những con bò bên ngoài đang không ngừng tác động, khiến cho chúng cũng lùng lầy như muốn sập. Bên trong, con bò kia không ngừng dùng hai chân trước của mình mà bổ xuống thân thể của lão Từ. Nó cứ lồng lên rồi nện xuống, khiến lão cảm nhận được cơn đau như là xương gãy vậy. Máu huyết cứ thổ ra từ mồm, từ mũi. Lão chỉ biết co quắp lăn lộn trên đất, hai tay ôm lấy đầu. Trong lúc đó, lão vẫn đánh mất nhìn xem hai kẻ xuất hiện trong nhà mình kia đâu. Lão vẫn nuôi hy vọng đó là người
chứ không phải là ma, để mình có thể cầu cứu. Khi nhìn thấy thì lúc này hai người kia đã ngồi trên ban thờ. Cái ban thờ chỉ có bát hương và đầy mạng nhện. Tiếng cười khùng khục, khoái trá kèm theo thỏa mãn vang lên. Rồi sau đó là âm thanh, tiếng nói của người đàn bà phát ra rất giận dữ. Đúng, giết nó đi, hành hạ nó đi, hành hạ cho đến chết, như cách nó làm với chúng mày. Hai ba con bò nữa cũng lách mình vào được bên trong. Chúng nó cùng nhau hợp sức, con thì dùng sừng húc, con thì dùng chân mà bổ xuống. Từng cú húc xuyên qua lớp da thịt, làm máu chảy thấm đẫm loang lổ dưới nền nhà. Con thì cứ dẫm dẫm, khiến cho thịt nát, xương tàn. Tất cả những âm thanh, tiếng bò kêu, tiếng cười man dại, rồi những tiếng hự đau đớn của lão Tư vang lên, tạo thành một âm thanh đáng sợ. Đôi mắt lão càng lúc càng mơ hồ. Cơn đau cơ thể phải chịu, nó vượt quá sức chịu đựng. Đàn bò bên ngoài không chen vào được, chúng dàn hàng ngang, ra sức húc vào vách nhà. Căn nhà vốn lâu ngày đã xuống cấp trầm trọng, giờ đây lại chịu thêm tác động của siêu nhiên, phi vật lý, thì bắt đầu rung chuyển. Từng lớp bụi mù từ mái ngói bắt đầu rơi xuống. Tiếp theo đó là từng viên ngói rơi xuống vỡ tan tành. Cái kèo bằng thân cây luồng mục nát cũng gãy gập, làm cả một khoảng mái đổ ập xuống đè lên người lão Từ. Lão chưa chết, lão vẫn còn ý thức. Cơn đau cứ dần xé khiến lão chỉ muốn chết đi, nhưng không tài nào chết ngay được. Ngược lại, càng lúc lão càng thấy tỉnh táo. Mà càng tỉnh táo thì cái cơn đau ấy nó càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Đau đến thấu tận trời xanh. Bên phòng trọ của thằng hai nhái, nó ngồi bật dậy thở hồng hộc. Cơn mơ vừa trải qua khiến nó sợ hãi đến túa mồ hôi trên trán. Giấc mơ về ông Tư vừa rồi, quả thật nó quá chân thực và đáng sợ. Lau đi những giọt mồ hôi, nằm xuống mà trong đầu suy nghĩ miên man mãi không thôi. Trong giấc mơ ban nãy xuất hiện của hai bóng dáng mà mấy đêm vừa rồi nó đều mơ thấy. Có điều lần đầu họ chỉ đứng đó nhìn, lần này lại trong căn nhà của lão Tư và ra lệnh cho đàn bò giết chết lão. Trong lòng bỗng thấy bất an, cầm điện thoại muốn gọi cho lão Tư, nhưng rồi khi điện thoại sáng đèn, nhìn đồng hồ hơn 2 giờ sáng, hắn lại bỏ kế định đó. Giờ này gọi cho lão, lão lại chửi cho một trận, đêm hôm mơ vớ mơ vẩn, rồi gọi phá giấc ngủ của người ta. Vắt tay lên chắn suy nghĩ mông lung. Cái giấc mơ kia, nó cứ như là một thước phim phát đi phát lại trong đầu. Từng cảnh, từng chi tiết, nó thật như mình đứng ở đó chứng kiến vậy. Lại nhớ lại mấy bộ dáng tởm lợm kinh dị của mấy con bò. Hắn thở dài. Có lẽ dạo gần đây đói ăn chưa có mối nào. Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về đi thịt bò, nên mới mộng mị như thế. Hắn thở dài dỗ mình vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, hai nhái đang ngủ vắt lưỡi thì nghe tiếng điện thoại reo lên. Mắt nhắm nghiền, tay của quặng đưa tìm mãi mới thấy cái điện thoại. Bấm chuông, hé mắt, rồi áp lên tai. Alo, bà chị gọi em sớm thế. Hai ơi, hai, qua nhà lão Tư, nhanh lên, lão chết rồi. Câu nói vừa kết thúc, mắt của hai nhái trợn trừng, mở to hết cỡ. Hắn ngồi bật dậy như không tin. Chị nói cái gì? Ai chết? Mày qua nhà lão Tư, nhanh lên, luôn, nhanh. Tiếng ngắt kết nối vang lên tút tút. Hai nhái ngồi thừa người rơi vào trạng thái mông lung, không biết nên làm gì. Sau vài giây, hắn lấy lại bình tĩnh, lao xuống khỏi giường, vớ lấy cái áo, dắt xe ra, còn chẳng thèm đánh răng rửa mặt gì. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ. Đêm qua, mơ lão Tư bị hai mẹ con kia với đàn bò giết chết. Sáng nay, lão chết thật.
liệu có liên quan gì đến giấc mơ đêm qua không? Không lẽ là hắn có khả năng dự đoán tương lai nên thế? Kéo gà chạy hết tốc lực đến nhà lão Tư. Căn nhà vốn nằm trong khu ít nhà, lúc nào cũng yên tĩnh vắng vẻ. Thế mà giờ đây, người đứng từng tốp bàn tán rôm rả. Chỉ trỏ vào bên trong, thoáng còn thấy vài anh áo xanh đang ở trong. Nhìn thấy thế, tự nhiên hai nhái có chút chột dạ. Tấp con xe vào gốc cây rồi nhanh chân đi vào bên trong. Càng đi, càng thấy hồi hộp, lo lắng. Hắn với lão Từ tuy không có máu mủ gì, nhưng ngày hắn rơi xuống đáy xã hội, tư tưởng còn muốn kết thúc mạng sống, thì lão đưa tay vớt hắn lên, rồi đối tốt với hắn như người nhà. Hắn cũng đã coi lão là người nhà từ lâu. Bây giờ đây, nghe cái tin sét đánh đó, hắn cảm giác như chính người thân của mình mất đi vậy. Đôi mắt cay cay theo mỗi bước chân tiến vào trong. Khi đã đứng trước, hắn hoàn toàn không tin vào mắt mình. Căn nhà cấp 4 đổ nát, hoang tàn, như thể nó vừa bị phá dỡ vậy. Gạch ngói vỡ tàn nát, vôi vữa bong tróc, từng mảng tường nham nhở rơi đổ trên mặt đất. Bên trên đống đổ nát của căn nhà có đến 5-7 người đang ra sức đào bới. Họ khênh từng mảng tường ném sang một bên, rồi hò nhau đào bên này bới bên kia. Công an và chính quyền cũng đang cùng với dân đào bới trong đống đổ nát. Hắn vẫn chưa biết họ đang tìm gì. Hắn nghĩ họ đang dọn dẹp, nhưng mà có cần gấp rút như vậy không? Bất ngờ có một ông kêu lên: đây rồi, thấy rồi. Ngay lập tức, những người xung quanh đang đào bới dừng tay đổ xô về người ấy. Họ ra sức lật, ném, đào bới. Hai nhái thấy vậy cũng lao lên, vừa muốn xem là cái sự gì, vừa muốn giúp một tay. Khi đã đến gần chứng kiến tận mắt, hắn á khẩu đơ người. Một bàn tay nát bấy bầm dập, bị cát bụi của xi măng bao phủ. Rồi đến vai, bụng, người, cuối cùng là gương mặt hiện ra. Là lão Tử. Lão nằm đó, gương mặt sưng phù, thất khiếu chảy máu đen. Một con mắt trợn lên, lòi ra bên ngoài. Người ta cầm vào tay, vào vai, muốn lôi ra thì ngay lập tức con mắt sắp lòi kia rơi lăn lông lốc vào một trong cái hốc nhỏ. Hai nhái cũng nhảy vào đào bới phần chân, phụ giúp người ta kéo lão ra. Thân thể lão Tư cuối cùng cũng được đưa ra bên ngoài hoàn toàn. Có người bảo hai nhái tìm cái con mắt cho lão cơ thể đầy đủ, tránh lão oán hận vì làm mất bộ phận của lão. Hai nhái đi tìm cái túi bóng lồng vào tay, đưa vào trong cái hốc tìm kiếm. Khi chạm vào cái thứ mềm mềm thì lông tóc trên người cũng dựng ngược hết cả lên. Người dân đứng xem cũng bắt đầu xì xào bàn tán khi trông thấy cái xác của lão Tư. Toàn thân không một chỗ lành, quần áo trên người rách tả tơi, bị bụi đất bao phủ, máu đỏ nhuộm đỏ cả quần áo. Có những vết rách lộ ra da thịt bị thủng đỏ lòm lòm. Ổ bụng như bị thứ gì đấy đâm lòi cả ruột. Nhưng rõ ràng khi nãy nhấc lên thì làm gì có gì đâm vào người lão đâu. Hai nhái mang con mắt cầm trong tay quay lại, miệng không khỏi buồn nôn kinh sợ. Nhìn thấy thảm trạng của lão Tư, bất giác hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua. Những vết thương đó hệt như những vết thương bị mấy con bò quỷ kia nó hút. Pháp y có mặt bắt đầu vào cuộc kiểm nghiệm và kết luận lão bị nhà sập đẻ chết. Cũng vì lão không nhà, không vợ, không con nên chính quyền đứng ra xin tiền hảo tâm của mọi người mua cái quan nhập niệm cho lão rồi đem chôn ngay trong ngày hôm đó. Hai nhái có mặt từ đầu cho đến khi người ta chôn cất lão xong. Khi mọi người đã về hết, hắn ở lại ngồi bên mộ của lão, đốt lên một que hương cắm ở trước mộ. Nước mắt tự nhiên chảy ra. Hắn tâm sự: lão Tử, lão nói đi, sao đời người nó lại vô thường như thế nhở? Mới hôm qua tôi với lão còn ngồi nói chuyện, mà giờ chỉ còn một mình tôi nói. Lão thì giờ mồ yên mà đẹp rồi. Lão nói xem, sau này tôi biết làm gì đây chứ? Hả? Rút điếu thuốc châm lên, díp một hơi, ngồi dựa lưng vào nấm mộ mới đắp,
nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tắt nắng. Nào nói đi, nói xem sau này tôi phải làm gì hả? Toàn nói tiếp thì phía sau lưng hắn nghe thấy như có ai đó đáp một chữ rõ mồn một. Chết! Hắn giật mình quay lại, nhìn quanh một lượt. Không có ai, chỉ có những ngôi mộ lạnh lẽo nằm san sát muôn hình vạn trạng. Chống ngực đột nhiên nổi lên, da gà da chó cũng theo đó mà nổi lên tầng tầng. À, ai đây? Không gian bốn bể yên tĩnh, chỉ có đám khói của hương nhang bay lên lập lờ trong cái khung cảnh lạnh lẽo này. Hắn nghĩ là ban nãy mình nghe nhầm nên không để ý. Đốt một điếu thuốc khác, cắm xuống như thể mời lão Từ, hắn lại thở dài. Lão Từ này, đêm qua tôi mơ... Nói đến đây, hắn lại khựng lại lần nữa. Phải, giấc mơ đêm qua, nó như báo trước cái chết của lão. Hắn vội đứng dậy, chạy đến nhà mụ Thắm. Mụ Thắm đang ngồi với chồng ngoài sân uống trà. Hôm nay mụ nhàn nhã đến lạ. Cả ngày hôm nay, mụ cũng lo đám tang cho lão Từ, bỏ ra không ít tiền, vì dù gì lão cũng ở nhà của mụ, rồi làm cho mụ biết bao nhiêu là tiền cơ mà, ít nhiều cũng nên có trách nhiệm. Mụ Thắm thấy hai nhái vào thì thở dài. Mụ biết người buồn nhất lúc này là nó. Đợi nó ngồi xuống, đẩy đến trước mặt một cốc trà, đoạn an ủi. Thôi, ông ấy không may chết rồi. Đời người nó vô thường thật đấy. À không, có cái này lạ lắm. Hai nhái ngồi kể lại toàn bộ những gì đêm qua mình mơ thấy cho mụ Thắm cùng chồng nghe. Ông chồng không tin tâm linh cho lắm, liền giải thích theo cách khoa học. Này, thứ nhất nha, có khi mày với lão Tư thân quá nên là có một sợi dây tương thông. Thứ hai, lão ấy bị thủng bụng, nhưng mà không có thứ gì cắm vào thì có thể là do lúc sập ấy, cái kèo nhà nó rơi xuống nó đâm trước, rồi thì lúc tường đổ lão bị văng ra. Cái thứ ba, làm gì có con bò nào bị lóc hết thịt còn đi được. Mày vớ vả vật. Nghe ông ta nói vậy, cả hai nhái và mụ Thắm đều rơi vào trầm ngâm thấy có lý lắm. Mụ Thắm trấn an. Thôi, mày về nghỉ đi. Mà còn tiền không? Mụ rút ra trong túi mấy trăm đưa cho hắn, vì biết mấy ngày nay hắn làm gì có xu nào dính túi. Đây, cầm lấy mà tiêu, rồi hôm nào trừ sau. Câu nói của mụ chứng tỏ vẫn muốn hai nhái tiếp tục công việc kia. Hai nhái im lặng, đưa tay đón lấy số tiền, rồi chào hai vợ chồng ra về. Câu nói của ông chồng tuy thuyết phục đấy, nhưng hắn vẫn tin có một thế lực tâm linh nào đó đang ẩn hiện trong câu chuyện này. Vài ngày trôi qua, hai nhái cứ nhốt mình trong căn phòng, không đi tìm mối để róc thịt nữa. Hắn quyết bỏ cái nghề ác nhân này hoàn lương. Mấy ngày này không hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Đêm nào hai nhái cũng mơ thấy có người phụ nữ và đứa bé ấy cùng với mấy con bò trơ bộ khung xương về tìm. Họ đứng ngoài cổng xa như chờ đợi điều gì đó vậy. Trong đầu vô số câu hỏi được đặt ra. Mấy con bò thì có thể lý giải là bị hắn giết nên oán hận tìm về. Vậy con người đàn bà và đứa trẻ kia là ai? Hai người đó như là mẹ con thì phải. Ngồi nghĩ mãi không ra, vì sao lại thấy hai mẹ con nhà đấy? Đã vậy, hắn còn nhìn rõ mặt lắm. Vừa có chút quen quen, vừa lạ lẫm. Thế nào ấy? Mãi không thể nói hay lý giải được. Thở dài một hơi, nhất quyết hắn không thèm nghĩ nữa. Cái bụng đột nhiên kêu lên ủng ục vì đói. Mấy trăm nghìn mụ Thắm đưa đã hết khi còn chưa ấm túi. Dắt con xe cả tàng chạy qua nhà mụ với ý định nói là không làm nữa và mượn mụ ít tiền cầm cự cho đến khi xin được việc. Vừa vào đến sân, thấy mụ đang cân thịt của đội khác. Nhìn mấy cái túi bóng đen là hắn đoán ra ngay. Gạt chân chống xe, còn chưa kịp cất lời thì dầm một tiếng, như là có thứ gì vừa rơi xuống mái tôn vậy. Căn nhà của mụ Thắm có 4 tầng. Phía ngoài sân này được mụ bắn tôn che kín để lấy chỗ chứa hàng và buôn bán giao dịch. Nghe tiếng động như thể là có đứa nào
ở trên tầng ném thứ gì rất to xuống mái tôn. Mọi người ngẩng lên thì cả một mảng tôn lớn bị trũng xuống. Mụ thắm tưởng con mình nghịch cái gì thì quát. Bi! Bi ơi, mình nghịch cái gì đấy con? Mụ chạy vào nhà rồi lên tầng xem đứa con mình vừa ném cái gì làm hỏng cả tôn thế kia. Một lát sau, mọi người nghe tiếng thét vắng trời vang lên. Ôi ông Hùng ơi! Ông Hùng, cứu, lên đây, ai cứu con tôi? Mọi người nhìn nhau một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy lên. Tới tầng 2 thì thấy mụ thắm đang ở ngoài ban công, đưa tay ra như muốn với thứ gì đó. Mọi người chạy ra thì thấy trên mái tôn, đứa con trai mụ nằm trên đó bất tỉnh. Máu mồm, máu mũi cứ thế mà chạy ra ồng ộc. May là mái tôn nhà mụ chính là loại tốt và chắc chắn, chứ không rách tôn mà rơi xuống nền bê tông thì có mà tàn xác. Tất cả hò nhau lấy tàng trèo lên đưa đứa bé xuống rồi chở đi viện. Nhìn tình trạng này, chắc có lẽ nó rơi từ trên tầng 4 xuống, máu chảy mới nhiều thế kia, và mái tôn mới lõm như thế chứ. Chứ không nếu mà từ tầng 2 nhảy ra, cùng lắm chỉ chảy xước là cùng. Hai nhái Tiêu Nghiểu về nhà, thế là ý định mượn tiền không thành công. Hắn lại nghĩ tới con bồ mình. Ừ, đúng rồi. Giờ chỉ còn mỗi em ý là thân thiết, chứ làm gì còn ai sẵn sàng cho hắn vay tiền đâu. Nghĩ là làm, chạy đến quán. Do không có tiền lên phòng, hắn nhắn một người gọi em bồ ra một góc để nói chuyện. Sau khi nghe xong, thì con bồ quắc mắt chửi. Này, anh cứ còn là đàn ông không đấy, hả? Lúc vào chơi thì ngọt ngọt nhạt nhạt, nói này, nói nọ. Lại còn hứa, đưa bà ra. Thế giờ đi đến đây vay tiền. Này, muốn lừa bà á, không có cửa đâu. Bà đẹp chứ bà không ngu nhá. Đi chỗ khác cho bà làm ăn. Ok, xem lại nói thế. Anh chỉ vay chứ anh có xin đâu. Mà vừa... Con bồ không để cho hắn nói. Thôi thôi thôi, loại đàn ông như anh thiếu gì. Gớm, vờ ngọt nhạt, dụ chúng tôi yêu, rồi bòn rút tiền. Này, con này không có ngu. Đúng là cái loại phế vật ăn bám mà. Hà nhái tức khí muốn vả cho nó phát. Nào ngờ nó hồ lên. Anh Dũng ơi, có đứa đòi đánh em này. Hai thằng to cao đi ra, cơ bắp cuồn cuộn, mực xăm kín tay, gương mặt băm trợn, đứng trước mặt nhìn hai nhái nhỏ bé ở bên dưới đằng đằng sát khí. Thằng kia, mày muốn phá chỗ làm ăn của chúng tao, cũng phải xem đây là đâu chứ. Ừ. Hà nhái thấy thế thì rén lại, vội vàng thu tay xin lỗi rồi leo lên con xe đi về. Đi trên đường, hắn càng nghĩ càng tức. Mẹ nó chứ, biết bao nhiêu tiền đều bo hết cho nó. Giờ có mỗi một lần đến vay thì nó lại bố láo như thế. Đúng là không thể nhịn nổi mà. Hắn thầm quyết tâm, phải cho con bồ một trận cảnh cáo cho nó chừa cái thói mất dạy mới được. Trước cho tiền trăm tiền triệu, thế mà bây giờ... Nhưng trước mắt bây giờ là phải kiếm tiền đã. Hắn nghĩ đến chỗ mấy con bò hôm trước mình đã theo dõi. Bất giác, hắn cứ thế phóng xe ra cái chỗ đấy để theo dõi. Ý định là làm nốt cái vụ này rồi gắt kiếm cũng chưa muộn. Đi đến nơi, bây giờ cũng mới chỉ hơn 10 giờ sáng. Nhìn quanh chẳng có con bò nào chăn ở đây. Trong lòng có chút hụt hẫng. Bất giác, chân hắn cứ thế mà theo con đường mòn nhỏ xuống cái xóm bên dưới. Hắn chẳng sợ, vì nếu gặp người á thì chỉ cần nói mình đi tìm vườn cây để mua, hắn có làm gì đâu mà sợ. Cái xóm nhỏ im lìm vắng bóng người qua. Đàn chó thấy có người lạ thì thi nhau chạy ra sủa. Cái xóm hắn không có gì lạ. Hai tháng trước hắn cũng đi xuống đây để dò la nhà hai mẹ con nhà kia xem giờ giấc như thế nào, có mấy người. Nghĩ đến đây, chân hắn khựng lại, không thể bước tiếp. Toàn thân sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Hắn như nghĩ ra điều gì đó. Mất vài giây đứng lặng giữa trời nắng, mặc cho bầy chó đang vây quanh cắn lên ông ổng. Có con, còn nhe răng muốn táp vào chân hắn. Hắn như nhớ ra gì, lao nhanh tới căn nhà của hai mẹ con đó. Vẫn khung cảnh như mấy tháng trước hắn theo dõi. Không khác gì, nhưng chỉ khác là nhà quá cửa, bên ngoài hoang vu,
mọi thứ bừa bộn, rác và lá cây, cành cây khô tấp lại thành đống ở trước sân. Căn nhà mạng nhện thấy răng ở ngoài mái hiên. Đang dòm dòm vào trong thì có tiếng người phát ra ngay sau lưng, làm hai nhái giật bắn mình. Này, cậu tìm ai đây? Nhìn thấy là một ông chú, có lẽ nhà quanh đây thấy chó cắn đi ra xem. Với cái bản năng nói dối lươn lẹo bẩm sinh, hắn ngay lập tức đáp. À, cháu thấy có nhà ở đây bảo có vườn cây bán. Mà không có ai trong nhà, phải cái nhà này không hả bác? Ông bác kia tặc lưỡi. Nhà làm gì còn ai? Hai mẹ con chết cả rồi. Hai nhái như có luồng điện chạy dọc qua sống lưng đến cứng cả người. Chết à bác? Ừ. Ai khổ. Đứa con ấy, trời cái kiểu gì? Ngã từ trên cây xuống chấn thương sọ não. Nhà chỉ có hai mẹ con, nghèo lắm. Mẹ nó chạy vậy, vầy khắp nơi không có. Tính chạy về bán cái đàn bò ấy. Thì cái bọn nào nó thất đức, nó thịt bô hài còn. Còn mỗi một con bán không đủ tiền viện. Thế là bệnh viện có chữa trị đâu. Rồi bỏ qua cái cơ hội chữa kịp thời, thằng bé chết. Sau đám tang vài ngày, không ai thấy cái bà ấy đâu. Mãi có người qua đưa đồ, gọi mãi không thấy, nhìn vào cái khe cửa. Ôi dồi ôi, bà ấy treo cổ, chết trong nhà ấy. Đến khổ. Hà nhái đưa mắt nhìn theo tay ông chú chỉ. Quả nhiên cửa sổ có một cái khe cũng khá lớn. Chợt hắn đứng tìm, gương mặt cũng biến sắc, vì thứ hắn đang trông thấy qua cái ổ đó là hai gương mặt trắng bệnh bệnh, một phụ nữ, một trẻ em. Bà mẹ thì tím tái, trợn lòi mắt ra, cái lưỡi thè ra bên ngoài, dài rằng rẵng, nước dãi chảy xuống. Đứa con thì gương mặt trắng như là thịt lợn ngâm nước vậy. Cả hai đều đang chân mắt nhìn hắn. Hà nhái sợ hãi, quay người bỏ chạy, chẳng nói năng gì làm ông chú kia cau mày khó hiểu. Chạy một mạch lên tới đỉnh, lao lại chỗ con xe của mình. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hắn sợ, chính xác hắn đang rất sợ. Giờ thì hắn biết hai mẹ con vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ là ai rồi. Và nguyên nhân khiến cho hai mẹ con nhà đó chết cũng một phần là do hắn và lão Từ. Giờ thì lão Từ đã chết, còn con của mụ Thắm mới bị tai nạn không biết ra sao. Xem ra oán hận của hai mẹ con kia giáng xuống, chứ không phải trùng hợp. Chạy đến bệnh viện, hắn muốn nói việc này cho mụ Thắm biết. Gọi điện cho mụ thì biết mụ đang ở khoa cấp cứu. Rất nhanh hắn đã có mặt. Còn chưa kịp nói năng gì thì thấy mụ cứ ngồi khóc rừng rức. Hỏi ra mới biết thằng Kubi con mụ bị chấn thương sọ não, đang phải phẫu thuật bên trong. Và tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật ấy rất thấp. Hai nhái đờ người. Vậy là không sai vào đâu được. Linh hồn đó đã trở thành quỷ mà trả thù. Hắn ngồi thêm một lúc rồi kiếm cớ ra về. Giờ đây phải lo cho mạng mình đã, chứ còn lo được cho ai bây giờ. Vừa đi trên đường, hai nhái không ngừng nhớ lại, suy nghĩ từng thứ một. Phải, mình giết hai con bò, đấy là cái số tiền để cho người phụ nữ kia cứu con của mình. Nhưng không còn tiền để cứu con, người ấy sinh ra oán hận. Phải rồi, nếu là mình thì mình cũng hận mà. Vừa đi hắn vừa nghĩ như thế, rồi cảm thấy hổ thẹn lắm. Đi đến đoạn ngã tư dừng đèn đỏ. Trên đường vắng chỉ có vài chiếc xe ở phía sau. Khi đèn nhảy qua đèn xanh thì hai nhái vặn ga đi tiếp mà không để ý có một chiếc xe container không có dấu hiệu giảm tốc độ đằng lao tới. Thế là trong giây phút ấy, hai nhái bị con xe kia tông vào, nghiến qua, cả người cả xe bị cuốn vào trong gầm. Con xe công lôi hai nhái đi trên mặt đường, bào mòn đi lớp da thịt trên người, đến độ chỉ còn trơ xương. Sau đấy, cả một đoạn xa con xe mới chịu dừng lại. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, hai nhái nhìn thấy phía bên ngoài lẫn trong đám đông đang bàn tán có bóng dáng của hai mẹ con nhà nọ. Họ đứng đấy, gương mặt không còn tức giận mà
nở một nụ cười với hắn, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu hắn đi theo. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Một câu chuyện cũng khá là bất ngờ phải không mọi người? Đọc cảm giác là có một thứ gì đấy khiến cho mình tò mò. Không thể biết được là hai mẹ con kia tại sao lại theo hai nhái, đúng không? Nhưng mà cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết. Và quả thật là một câu chuyện rất là hay. Cảm ơn tác giả Diễm Nga rất là nhiều. Hy vọng sẽ nhận được nhiều câu chuyện của mọi người hơn nữa. Nếu mọi người thấy hay, hãy để lại cho Hằng xin một like, một share, một subscribe để kênh có thể phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.